rò rỉ thông tin hiếm hoi về ông xã của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bùi Bích Phương sinh năm 1971 tại Hà Nội. Năm 1988, cô dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức và đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau khi trở thành Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên, Bùi Bích Phương không hoạt động giải trí mà tập trung phát triển con đường học vấn. Ngày 4 tháng 11 năm 2000, Hoa hậu Bùi Bích Phương bất ngờ thông báo lên xe hoa sau thời gian ít xuất hiện. Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được tổ chức khá gói gọn chứ không phải rình rang. Từ ngày lập gia đình, Bùi Bích Phương có được cuộc sống đầy viên mãn và hạnh phúc. Đến thời điểm hiện tại, cô đã là bà mẹ của hai đứa con khôn lớn. Điều dễ nhận thấy đó chính là vài năm trở lại đây, Bùi Bích Phương không ngại tái xuất để làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, cô hiếm khi nào chia sẻ hình ảnh hay xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Thậm chí nếu tìm kiếm trên mạng Internet, lần duy nhất Bùi Bích Phương khoe hình ảnh của chồng đã là cả hai chụp hình cưới. Qua tìm hiểu được biết, ông xã Hoa hậu Bùi Bích Phương là một tiến sĩ kinh tế bằng tuổi cô. Cả hai quen biết nhau khi Bùi Bích Phương đi du học ở Hàn Quốc và trở về Việt Nam làm luận văn thạc sĩ. Khi đến thăm thầy cô giáo cũ, Bùi Bích Phương vô tình chạm mặt chàng trai đi du học Nga về và từng có tên trong đội tuyển Olympic toán quốc tế. Trong cuộc trò chuyện ngắn, Bùi Bích Phương và chàng trai bằng tuổi mới phát hiện ra ngành học của cả hai có liên quan đến nhau. Thời điểm đó, chàng trai cũng không hề hay biết Bùi Bích Phương là hoa hậu, mà chỉ nhận thấy cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách gần gũi. Thời gian dài giữ liên lạc, cả hai nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu nhau. Tuy khá tâm đầu ý hợp, nhưng khoảng cách địa lý và rào cản lớn giữa Bùi Bích Phương và bạn trai. Khi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện tương lai, Bùi Bích Phương và người yêu quyết định trở về nước và làm đám cưới. Ngày vui của cặp trai tài gái sắc chỉ vỏn vẹn chuẩn bị trong vòng 1 tháng. Lúc mới lập gia đình, Bùi Bích Phương còn có cơ hội sang Mỹ để làm việc. Nhưng để tiện chăm sóc và ở gần chồng, cô quyết định tìm kiếm cơ hội chỉ ở trong khu vực Đông Nam Á. Cả hai từng có thời gian sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng khi về chung một nhà, Bùi Bích Phương và ông xã đều chọn lối sống truyền thống, thuần Việt. Những ngày không quá bận rộn với công việc, Bùi Bích Phương trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa. Tại buổi họp gặp gỡ gần đây của Hoa hậu Việt Nam 2018, khi được giới truyền thông hỏi về cuộc sống hiện tại, Bùi Bích Phương tiết lộ cô đang có mái ấm khá bình yên và hạnh phúc. Nói về người bạn đời, Bùi Bích Phương thừa nhận cô có một ông xã rất lạ khi chỉ thích ăn cơm vợ nấu, chứ không đi ăn tiệm hay ăn đồ gia giúp việc nấu. Do tính chất công việc của ông xã, nên hiện nay việc dạy dỗ, chăm sóc con và vun vén tổ ấm đều do Bùi Bích Phương đảm nhận. Tuy nhiên, mỗi khi tâm sự về chồng, Bùi Bích Phương luôn tự hào khi có một người bạn đời tâm ý, hiểu biết rộng và luôn biết lòng yêu thương vợ con. Chân dung hai người chồng và đường tình trắc trở của nữ diễn viên Kim Hiền. Từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh với DJ Phong, Kim Hiền giờ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng bên người chồng hiện tại. Được biết đến như một diễn viên vừa hội tụ đủ cả tài năng lẫn nhan sắc, lại đang có một cuộc sống hôn nhân vẹn toàn. Ít ai biết, để có được hạnh phúc hôm nay, Kim Hiền đã phải đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt. Kim Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống tạm bợ trong một căn nhà lá ở xóm Liều kênh cầu Thị Nghè. Ba mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, nên khi lớn lên, cô luôn muốn có một tổ ấm trọn vẹn dành cho mình. Duyên phận đã đưa đẩy cô gặp gỡ và yêu DJ Phong. Họ đã từng có một chuyện tình rất đẹp. Hai người đến với nhau và sống chung như vợ chồng trong 6 năm trời. Bé Sonic ra đời như một trái ngọt của mối tình đẹp như mơ đó. Tình yêu mà Kim Hiền đã dành cho chồng cũ đã rất lớn lao để cô có thể ở bên anh suốt chặng đường ngần ấy năm. Trước đây khi nói về anh, cô chia sẻ, anh Phong là người sống lý tưởng, trung thực. Trong cuộc sống, tôi khó có thể kiếm được một người đàn ông như thế, cho dù anh ấy không phải là người hoàn hảo. Được trở thành vợ anh ấy là một may mắn và không ai có thể thay thế được anh ấy trong lòng tôi. Lúc mới lấy nhau, cái tôi của cả hai chúng tôi đều trỗi dậy, không ai chịu nhường ai vì tính ai cũng nóng. Nhưng bây giờ, cả hai đã thay đổi nhiều rồi để hòa hợp với nhau tốt hơn. Kim Hiền vẫn từng tự hào về người chồng tuy không phải đại gia, nhưng hết lòng chăm lo cho vợ con và không mảy may nghi ngờ anh có người khác. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, DJ Phong không phải là người hết lòng vì gia đình. Đám cưới của Kim Hiền và DJ Phong vừa tổ chức chưa được bao lâu thì cô đã lên báo công khai ly hôn. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong đám cưới chưa kịp sáo thì tận mắt Kim Hiền đã thấy người chồng của mình phản bội. Cô cho biết, đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sau đó cô chọn cho mình con đường bà mẹ đơn thân khi chấp nhận một mình nuôi con nhỏ. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng mong muốn Kim Hiền sớm tìm được một mái ấm mới để thoát khỏi cái cảnh một mẹ một con. Trải qua cuộc sống hôn nhân tan vỡ, Kim Hiền đã sống 2 năm trong tình trạng lẻ bóng một mình. Nhưng hạnh phúc lại một lần nữa tìm đến cô khi Andy Lê, người chồng hiện tại của cô xuất hiện. Andy Lê không phải nghệ sĩ, nhưng đầu tư sản xuất nhiều chương trình trên màn ảnh nhỏ.
Anh thường xuyên từ Mỹ về Việt Nam hợp tác làm ăn với một số kênh truyền hình và gặp Kim Hiền khi cô tham gia một dự án quảng cáo do anh hùn vốn. Hai người yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Theo như Kim Hiền chia sẻ, chồng mới Andy luôn trân trọng và yêu thương cô. Anh luôn cảm thấy Kim Hiền là vật báu mà anh cần giữ bên mình. Hiện tại, cô Út Sáng đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu của người chồng hiện tại. Tôi từng không tin sẽ có người đàn ông yêu mình đến như vậy. Niềm vui của Kim Hiền còn được nhân đôi khi mới đây, cô cùng chồng đã được chào đón sự có mặt của thành viên mới, một bé gái vô cùng đáng yêu. Qua những hình ảnh cô chia sẻ, khán giả dễ dàng nhận ra cô đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và hai con. Sau bao khó khăn thăng trầm, cuối cùng cô diễn viên xinh đẹp đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Mong rằng Kim Hiền sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi, cũng như giữ trọn được hạnh phúc mà cô đang có. Minh Hằng bất ngờ phát ngôn gây sốc thế này khiến anti-fan chỉ biết cầm nín. Nếu một ai hỏi rằng trong showbiz Việt những sao nữ nào đang được chú ý hiện nay thì chắc chắn danh sách đó không thể thiếu Minh Hằng. Với tài năng và nhan sắc, Minh Hằng đang từng ngày khẳng định vị trí vững chắc của mình trong làng giải trí. Minh Hằng không chỉ là một nữ diễn viên hàng đầu với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ấn tượng, cô còn được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn và gần đây nhất là huấn luyện viên cho chương trình The Face Việt Nam 2018. Tuy thành công như vậy, nhưng Minh Hằng không thể tránh khỏi những thị phi trong showbiz và đương nhiên cũng không tránh khỏi sự soi mói, dè biểu của anti-fan. Có một khoảng thời gian dài, Minh Hằng luôn phải chịu sự soi mói của anti-fan, từ giọng hát cho đến nhan sắc phẫu thuật lỗi, phong cách thời trang, có xứng đáng hay không vào vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam. Tuy nhiên, trước những sự soi mói đó, Minh Hằng luôn chọn cách im lặng và chứng minh bản thân bằng việc nỗ lực, cống hiến hết sức mình. Mới đây, khi được hỏi về vấn đề này, Minh Hằng có chia sẻ thẳng thắn như sau. Hằng hoạt động nghệ thuật cũng mười mấy năm, nhưng Hằng chưa bao giờ trả lời tương tác với những người chửi bới hay tranh cãi với anti-fan. Bởi vì thứ nhất, Hằng rất bận, và thứ hai, dù có cãi thì mình cũng sẽ thua. Vì sao thua? Vì mình thiếu kinh nghiệm. Anti-fan là những chuyên gia đi cãi lộn. Một ngày của họ chỉ để soi và đi cãi lộn với những người họ không thích. Cuộc đời này Hằng dành để làm việc, dù có cãi lại thì chắc chắn cũng sẽ thua vì sự thiếu kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng cho biết mình không bao giờ nói dối và đó là một trong những quan điểm sống của cô. Hằng là người không bao giờ nói dối, đó cũng là một trong những quan điểm sống của mình. Chính vì thế, Hằng không muốn trả lời những thứ mà mình không muốn nói. Không phải là Hằng không dám nói thật, mà nếu Hằng trả lời, dù Hằng có nói thì cũng chẳng ai tin. Họ không tin và đem câu chuyện này đi bàn tán và phủ nhận hết những nỗ lực mình đang làm. Với những nỗ lực mà Hằng đang có, tại sao Minh Hằng nỗ lực đi học hát, Minh Hằng nỗ lực đi học sản xuất phim, nhưng lại không được nhắc nhiều bằng những thứ bên lề như thế. Có thể thấy, Minh Hằng đang nỗ lực tiến bộ lên từng ngày, đặc biệt là trong vấn đề hát live. Không những thế, giọng ca Người Vô Hình còn muốn thử mình với vai trò mới là nhà sản xuất phim. Đó là một trong những ước mơ lớn của Minh Hằng. Hằng muốn nền điện ảnh phát triển, muốn có những ekip giỏi, những nhà làm phim chịu mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn khám phá nhiều góc nhìn khác nhau trong điện ảnh. Hằng muốn làm việc với những nhà sản xuất táo bạo, mang đến một nền điện ảnh sôi động. Đó là một trong những ước mơ Hằng đã ấp ủ 7-8 năm nay. Và bây giờ mình đã có đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện ước mơ của mình. Hằng có kinh nghiệm làm diễn viên, nhưng về sản xuất thì Hằng chưa có nhiều và cũng cần học hỏi thêm. Đến khi đủ kinh nghiệm và học hỏi được nhiều hơn thì Hằng sẽ tự tin sản xuất bộ phim của riêng mình. Minh Hằng chia sẻ thêm. Minh Hằng đang đảm nhận vai trò sản xuất cho phim Mùa Viết Tình Ca với sự tham gia của Isaac, Phan Ngân, Sunny Hà Linh, Lâm Bình Hải và Puka. Bạn gái cũ Trấn Thành, Mai Hồ sinh con đầu lòng với chồng trẻ sau 5 tháng đính hôn. Vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, khán giả khắp nơi rất bất ngờ khi tình cũ Trấn Thành, Mai Hồ đã bí mật đính hôn với bạn trai soái ca tại nhà riêng. Mọi thông tin về lễ đính hôn này đều được nữ diễn viên giấu kín đến phút chót. Mãi đến khi khán giả và truyền thông phát hiện, Mai Hồ mới hé lộ về chuyện đời tư này với công chúng. Ông xã tương lai của Mai Hồ sở hữu vẻ ngoài rất điển trai và là Việt kiều Đức. Sau khi đính hôn, Mai Hồ và bạn trai đã cùng nhau sang Đức định cư. Cách đó không lâu, với những hình ảnh mà cô chia sẻ trên trang cá nhân khi sống ở ngoài đã khiến khán giả tin rằng người đẹp đang có thai với ông xã. Bởi vòng 2 đã to vượt mặt. Hơn nữa, từ lúc đính hôn đến nay, Mai Hồ toàn diện đồ rộng hoặc dùng tay để khéo che chắn phần bụng. Thời điểm đó, nữ diễn viên còn diện những chiếc váy làm mọi người tăng thêm nghi vấn vì việc cô sớm có em bé. Dẫu vậy, Mai Hồ vẫn giữ kín mọi thông tin về đời tư. Khi câu chuyện mang thai được cô lên tiếng xác nhận, thì cộng đồng mạng tiếp tục nghi vấn người đẹp đã hạ sinh em bé. Cụ thể, sự việc xuất phát từ khi Mai Hồ bình luận bên dưới bài viết nói về phụ nữ thường bị trầm cảm sau sinh của Tú Vi.
Thậm chí cô còn khẳng định mình đang ở trong trường hợp khá giống với diễn viên Cổng Mặt Trời. Trước đây, khi được hỏi về một đám cưới hoành tráng cho mình, Mai Hồ tiết lộ cô và bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào 2 năm nữa. Cũng có thể việc sinh em bé đã phần nào khiến thời gian họ chính thức làm đám cưới kéo dài khá nhiều so với ngày làm lễ đính hôn.